TV channel của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chơi trò Yu-Gi-Oh Pro online. Mình trận này mình sẽ đánh với mình cầm một bài khá mới là Bluffle Deck. Mình sẽ đánh với cái bộ Deathbot này của đối thủ. Và mời các bạn xem trận này rất là kịch tính. Và cái lượt đầu tiên của mình đi, mình sẽ đặt lá xuống, đó là lá này Breakthrough Skill này với Dark Fusion này xuống. Và mình đặt con Edge Enchant này ở tư thế phòng thủ. Đối phương sẽ summon con Deathbot 002 này lên trước. Mình kích hoạt cái lá Breakthrough này để khóa cái effect của nó. Nó sử dụng cái Machine Duplication này. Special Summon ra 2 con y hệt lên field. Cứ mỗi lá nó summon được á, nó sẽ add một card vô. Tấn công lá này của mình, lá mình là phòng thủ nó 1.800 lần, năm đó sẽ bị mất 300 điểm gốc. Giờ lượt thứ hai, mình đã roll được cái Toy Vendor này rất quan trọng. Mình activate cái Toy Vendor này, mình bỏ cái lá HM Chain này xuống mộ. Thì mình đã roll được cái lá này Bluffle Ship này. Thì khi mà mình roll được Bluffle Ship, mình sẽ Special Summon con này lên theo cái effect của cái Toy Vendor. Và mình sẽ kích hoạt cái effect của cái lá Edim Chain này bị quăng xuống mộ. Thì mình sẽ lấy lên tay được cái lá này Hyper Fusion. Giờ mình dung hợp, sử dụng cái giá dung hợp, mình dung hợp ra con này, đó là Hyper Ship. Hyper Ship này có tác dụng là bất cứ một quái vật nào tấn công nó bằng Battle á, mà mình chết là mình vô Graveyard mình sẽ hồi sinh lại. Một quả giật đối phương bị trừ 500 điểm gốc. Mình kết thúc lượt. Lần sau đối phương summon lên con Deathbot 003 này, nó kích hoạt cái effect của nó. Effect của nó là special summon thêm một con nữa, đó là summon con Tuner này lên. Con Tuner level 1 này lên. Con Tuner này level 1 lên sẽ có lực đánh là 3.500. Và nó lấy con mạnh nhất của nó quýt con của mình. Đương nhiên con mình chết rồi, mất 1.500 hay già, nhưng mà không sao, mình đã hồi sinh lại và nó tiếp tục tấn công. Và đáng tiếc nó đã bị trừ 1.300 điểm gốc, tại vì con mình sau khi summon ra sẽ được cộng 800 điểm trên cái số điểm gốc của nó là 2 giờ, hiện giờ là 2.800 rồi. Nó mới tức quá, nó sử dụng lá Raiseki này giết mình thì mình không thể hồi sinh được, tại vì chết do effect thì không thể hồi sinh được. Bây giờ đến turn của mình. Tên của mình sẽ summon con normal, summon con Bluffle Mouse này lên. Và mình sử dụng effect của nó. Mà đáng tiếc, nó lại quăng cái lá effect Veiler này xuống, khóa cái effect của mình. Thế là mình không kích hoạt được effect. Và mình đành phải sử dụng cái lá Breakthrough Skill này, mình khóa cái con level 1 Tuner của nó ở đây. Sau mình kích hoạt cái lá này, Fireful Fusion, cái lá Fireful Fusion này á, nó sẽ fusion summon một cái con Fireful từ cái extra deck của mình. Đấy, bằng cách ta bend những cái nguyên liệu từ tay trên field hoặc là trên graveyard. Bây giờ mình sẽ bend nó con Mouse này và con Impen Chain này. Đó. Và luôn cả cái con này. Fireful Ship luôn. Thế là mình summon ra được con này. Đó là Sabrat Tiger. Sabrat Tiger này sẽ nó có cách tác dụng là khi mà sử dụng 3 lá để special summon nó thì nó sẽ không bị destroy bởi effect hoặc là trên battle. Rất quan trọng. Khi mình chuẩn bị tấn công cái con 1.500 này của nó thì nó lại sử dụng cái lá bài này, Electromagnetic Turtle này. Tức là end phase luôn. Đó là quick effects, nhưng mình không tấn công được nữa, mình bắt buộc phải end phase. Mình đành phải chịu thôi. Giờ tới lượt nó, summon con Deathbot level 3 này lên. Đó là sử dụng effect nó lại summon con level 7 lên. Giờ quân nó khá đông rồi đó.
con này của nó giờ lên được 4.000 rồi, do có 4 quái vật ở trên sân nên tự tăng tăng điểm lên. Mình khi gồng nó mình không chết, gồng nó thì mình bị trừ hết 1.200 điểm. Tại con này không bị destroy mà giờ nó lấy con này nó được 5.000 luôn, dùng cái con này nó kick cái con này lên được 5.000, nó tấn công mình, mình bị cũng gồng luôn. Còn gồng chủ trên field mất 2.200 điểm, mình còn có 3.100 thôi. Mà đến turn này mới vui này, mình rất là may đã roll được cái lá này Fluffle Dog này. Rồi mình normal summon con Fluffle Dog, mình gọi ra cái lá win này, Fluffle win cực kỳ quan trọng. Mà mình sử dụng cái Toy Vendor này, mình bỏ cái lá win này xuống mộ, mình gọi lên được một lá. Cái lá này là khi mà nó không phải là quái vật á thì nó tự động nó phải bị bay vào graveyard theo effect của cái Toy Vendor này. Và khi ở trong graveyard này mình sẽ banish cái lá win này cùng với một lá nữa, đó là con ship này. Mình sẽ draw được một lá, may quá draw được cái lá này lá dung hợp. Và mình sẽ ném cái lá Toy Vendor này xuống, mình được tiếp tục draw thêm một lá nữa, đó là Fluffle Rabbit. Và khi cái lá Toy Vendor này xuống, mình sẽ được chọn một cái HM. HM trên sân đó là cái HM này, HM Sabre này. Mình sẽ dùng lá dung hợp, mình bỏ ba vật liệu xuống luôn là Fluffle Dog, Rabbit và cái con HM Sabre này. Mình gọi lên cái lá này, cái lá này rất là quan trọng này, Fiber Tiger. Khi mà nó được gọi lên thì bao nhiêu cái vật liệu mình sử dụng, mình sử dụng đây 3 con thì mình sẽ được đem 3 con của đối phương ở trên field trở về tay. Đây mình lựa 3 con, đó là 3 con này, con level 7, con level 1 và con level 3. Và khi con Rabbit này xuống sân thì mình được gọi lên một lá Flyfer lên trên hand. Đây các bạn thấy nè, đây mình sẽ gọi lại lá Dog lên trên hand. Và 3 con này xuống rồi. Và mình bật lần này, bây giờ mình sử dụng cái lá nãy giờ mình đập từ nãy giờ, đây là Dark Fusion. Mình lại summon thêm một lần nữa cái con này, cái Fuse Sabre Tiger này. Và khi con này ra thì mình được gọi được một lá, đó là Fiber Tiger. Vì vừa bị đưa xuống mộ bay lên sân. Này, bây giờ quái vật mình đã có sức tấn công 4.100 và 3.600 rồi, đủ OTK rồi. Đối phương có 3.500 thôi. Nhưng mình sử dụng cái lá này, cái lá ở chính giữa, tấn công con 3.500 nó, nó chết. Mình sử dụng cái lá này, Tiger này tấn công con này. Thì lúc này đối phương đã chết chắc rồi. À, bây giờ còn một lượt tấn công cuối cùng thì đối phương đã đầu hàng luôn. Đây các bạn thấy đối phương đã đầu hàng luôn, không còn cách nào chống trả được. Đây là cái bộ Fiver Fluffle Deck này năm 2016 của mình. À, đến đây cũng kết thúc trận chiến luôn. Mình cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin các bạn vui lòng ấn chữ subscribe kênh channel của mình để tiếp tục theo dõi những trận chiến trong tương lai. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.